Tiền signature check hiện nay có nhiều người đã nhận được rồi từ tháng 1 ngày 1 tay và có nhiều người chưa nhận được, nhưng mà trong thời gian sắp tới đây có rất là nhiều khả năng người dân cũng bởi người ta sẽ nhận được những cái số tiền signature check thậm chí là còn lớn hơn cái số tiền 600 đô, có thể là nhân 3 lần, có thể thậm chí là 2.000 và thậm chí sau đó còn nhiều và nhiều hơn những cái tấm signature check nữa. Các bạn, các anh chị, các cô chú hãy theo dõi hết cái video này với An nha. Hello, hello, hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã lựa chọn cái video này của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ở ngoài kia. Và nếu như mà có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì về cuộc sống, Mỹ, thuế nè, bảo hiểm sức khỏe thì cứ nhấn nút chuông ở phía dưới đây nha, để mỗi khi mạng up cái video mới nhất lên thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Và trong cái video ngày hôm nay á, thì em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn cái tình hình về cái stimulus check 2000 nó đi tới đâu rồi. Và ngày hôm qua nếu mà ai mà mình coi tin tức, mình để ý những cái thông tin thời sự sẽ biết được là ngày hôm qua là một cái ngày chấn động không chỉ là nước Mỹ mà chấn động trên toàn thế giới luôn, hầu như là nguyên cả nước Mỹ người ta đã bàng hoàng ngày hôm qua luôn. Rất là nhiều những cái sự việc đã xảy ra ngày hôm qua. Và trước đó một ngày nữa đó thì cũng là một ngày rất là quan trọng đối với nước Mỹ, tại vì tiểu bang Georgia đó thì người ta đã đi làm một cái cuộc bầu cử để quyết định coi á là ai sẽ là người nắm quyền tối đa ở trên thượng viện, đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa. Và ngày hôm nay á là tháng 1, ngày 7 tây, ngày thứ 5 thì 99% là đảng Dân Chủ người ta sẽ nắm quyền ở trên thượng viện trong cái nhiệm kỳ tiếp theo, vì là hiện nay á hai cái nhà lập pháp đến từ đảng Dân Chủ của tiểu bang Georgia thì người ta đã chiến thắng ở tiểu bang Georgia rồi, thì nâng cái số ghế của đảng Dân Chủ ở thượng viện lên là 50 ghế, đảng Cộng Hòa ở trên thượng viện người ta cũng có 50 ghế. Và khi mà hai cái số ghế nó bằng nhau như vậy á thì người phó tổng thống sẽ là người quyết định coi là đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa sẽ nắm đa số ở trên thượng viện. Và cái người phó tổng thống tiếp theo rất là nhiều khả năng sẽ là bà Harris, mà bà Harris là một cái người phó tổng thống đến từ bên đảng Dân Chủ, thì đương nhiên là người ta sẽ chọn cho ông Chuck Schumer, tức là đại diện khối đa số của Dân Chủ ở trên thượng viện, để mà làm chủ tịch thượng viện thay cho ông Mitch McConnell. Và các bạn, các anh chị, các cô chú mình cũng biết á, là đảng Dân Chủ á, người ta rất là ủng hộ cái việc mà cho nhiều tiền cho những cái người dân của Mỹ. Thì theo như mà cái vòng tròn kinh tế đó thì chi tiêu của người này sẽ là thu nhập của người kia. Nếu như á, mà những cái người dân người ta nhận được nhiều cái tiền similar check thì người ta sẽ đủ tiền để mà người ta trả tiền nhà nè, người ta đủ tiền để người ta mua thức ăn, và người ta có tiền để mà người ta đi ra ngoài, người ta mua sắm đồ hoặc là người ta đầu tư, thì những cái tiền này nó quay trở về với thị trường và những cái người mà làm những cái dịch vụ thì người ta sẽ có thêm được những cái income và người ta sẽ muốn thêm được những cái người vô, thì điều đó là thúc đẩy cái nền kinh tế của Mỹ phát triển. Còn nếu như mà cho những cái người dân quá ít tiền thì khi mà người ta không đủ tiền thì người ta sẽ có xu hướng là người ta để dành nhiều hơn là người ta chi xài, nên là điều này làm cho cái nền kinh tế nó bị đi xuống. Nên từ trước tới giờ đó, đảng Dân Chủ người ta vẫn muốn là cho những cái người dân những cái số tiền nhiều hơn để mà người ta có thể người ta chi xài. Và với việc là đảng Dân Chủ chiến thắng ở trên thượng viện á, thì cái việc mà cho cái tấm similar check 2000 ra nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với hồi trước. Mặc dù cũng có những cái khó khăn, nhưng mà so với việc á, là ông Mitch McConnell làm chủ tịch ở trên thượng viện thì bây giờ nó đã dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Tại vì hạ viện hiện nay á, là đảng Dân Chủ cũng nắm đa số. Và cách đây trước cái dịp lễ New Year đó thì bà Nancy Pelosi bà đã đưa cái dự luật mà về cái tấm similar check 2000 ra để cho hạ viện bầu, và cái điều này đã được thông qua ở dưới hạ viện rồi. Nhưng mà khi mà đưa lên trên thượng viện đó, thì ông Mitch McConnell ổng đã block cái bill đó lại, là ổng không có đưa cái bill đó lên, ổng không có đưa cái dự luật đó lên trên thượng viện để mà thượng viện bầu, tại vì ổng không có ủng hộ việc là cho người dân quá nhiều tiền. Thay vào đó
Ông Mitch McConnell thì muốn là cho những cái doanh nghiệp nhiều tiền hơn, thì khi mà những cái doanh nghiệp người ta có tiền người ta chi xài, hoặc là người ta có tiền thì người ta sẽ muốn thêm những cái người nhân viên, thì lúc đó cũng sẽ tạo công ăn việc làm cho những cái người nhân viên. Lúc mà những cái người nhân viên này có công ăn việc làm thì người ta sẽ có tiền, người ta sẽ chi xài nhiều hơn. Thì đây là hai cách khác nhau của hai cái đường lối khác nhau. Nên á là khi mà ông Chuck Schumer mà ổng được chọn làm thượng viện á, ổng được làm cái người mà chủ tịch ở trên thượng viện đó, thì rất là dễ dàng hơn để mà có cái gói hỗ trợ stimulus check 2000 ra cho những cái người dân của Mỹ. Đặc biệt á là hiện nay á, ông cả tổng thống Donald Trump cũng ủng hộ cái việc mà cho mỗi cái người dân cái tấm stimulus check 2000. Và cả ông Joe Biden thì khi mà trong cái cuộc tranh cử đó thì ông Joe Biden ông cũng nói là nếu như mà đảng Dân Chủ mà chiến thắng ở tiểu bang Georgia, để mà đảng Dân Chủ chiến thắng ở thượng viện nữa đó, thì rất có nhiều khả năng là khi mà có cái chiến thắng này thì sau khi mà ông lên làm tổng thống đó, thì ông sẽ ký cái tấm check ra cho người dân của Mỹ liền. Thì cả tổng thống Donald Trump và cả ông Joe Biden đều ủng hộ cái 2000 cho mỗi người dân hết, mà đảng Dân Chủ cũng ủng hộ luôn, nên là rất là nhiều khả năng á là trong thời gian sắp tới đây thì có thể là mình sẽ có được cái tấm stimulus check lần thứ 3 trị giá là có là 2000. Những cái thông tin mà em muốn chia sẻ cũng như là em ngồi trò chuyện với các bạn một chút xíu về tương lai của cái stimulus check 2000 sẽ như thế nào khi mà hai nhà lập pháp của Dân Chủ, đảng Dân Chủ đã chiến thắng ở tiểu bang Georgia, và rất là nhiều khả năng là trong thời gian sắp tới đây thượng viện của Mỹ sẽ thuộc về đảng Dân Chủ, thì hiện nay là hạ viện cũng là đảng Dân Chủ rồi, thượng viện á còn thuộc về đảng Dân Chủ nữa, thì rất là nhiều khả năng và rất là nhiều cái hy vọng cho cái tấm stimulus check lần thứ 3 những cái người dân sẽ nhận được. Và nếu như mà ai tới thời điểm này vẫn chưa nhận được cái stimulus check 600 đó, thì em sẽ để cái đường link của IRS website, các bạn có thể click một cái đường link, các bạn cần phải đánh thông tin giống như là số social nè, tên nè, ngày tháng năm sinh và cái zip code ở nhà mình, bốn cái thông tin này, thì bên sở thuế người ta sẽ cho mình biết đó là hiện nay cái tấm stimulus check của mình, cái tấm $600 này đã được gửi ra hay chưa, và đã được gửi ra cho cái account nào, hay là đã được gửi ra như thế nào, bằng check, bằng direct deposit, thì mình đều có thể check ở trên đây hết. Mà có một cái quan trọng nữa đó là IS người ta sẽ gửi tiền ra từ đây cho tới tháng 1 ngày 15 tây, nên những bạn nào mà chưa nhận được thì cũng chịu khó đợi tới tháng 1 ngày 15 tây nha. Và những ai mà tới tháng 1 ngày 15 tây mình cũng không nhận được cái tiền này thì mình cứ yên tâm là không có bị mất. Tại vì khi mà mình đi khai thuế đó, thì năm nay khi mà mình đi khai thuế thì mình sẽ báo cho người làm thuế biết đó, là mình chưa có nhận được cái similar check này. Ví dụ như 1.200 mình chưa nhận được thì mình nói 1.200 mình chưa nhận được, 600 mình chưa nhận được, hay là mình chưa nhận được cả 1.200 và 600 luôn, thì mình nói người làm thuế, người làm thuế người ta sẽ giúp các bạn điền form để mà nói với sở thuế là mình chưa nhận được, thì sở thuế người ta sẽ cho các bạn lại cái tiền này. Những em bé sinh năm 2020 thì khi đi khai thuế vẫn có thể xin lại được cái số tiền mà 1.200 và cái số tiền 600, một cái số tiền 500 cho đợt trước và cái số tiền 600 cho đợt này, nên các bạn cứ yên tâm là không có gì hết nha. Và có một điều nữa đó là nhớ giùm An đó là ai mà chưa đi khai thuế trong năm 2019 thì không có nhận được, tức là các bạn vẫn đủ điều kiện để mà nhận cái 600, nhưng mà tại vì các bạn chưa đi khai thuế cho năm 2019 thì sở thuế người ta sẽ không có cái thông tin của các bạn trên cái hồ sơ thuế của năm 2019, nên là người ta chưa có gửi cái số tiền này ra được. Nếu như mà các bạn còn muốn nhận cái số tiền 600 này thì các bạn phải tranh thủ là năm 2020 các bạn đi khai thuế, cái năm 2021 mà nào các bạn đi khai thuế trong năm 2020 để mà mình có thể claim mà mình chưa có nhận được cái số tiền này, và mình có thể hỏi sở thuế người ta trả lại cái số tiền $600 này cho mình. Nhớ giùm An, có nhiều bạn nói An là các bạn không đi làm, không có income nên các bạn không khai thuế cho năm 2019. Thì nếu như mà cái đợt 1.200 các bạn đã điền vô cái non-filer rồi thì các bạn không cần phải lo, thì người ta sẽ trả cho các bạn. Nhưng mà nếu như mà các bạn đợt
1.200 các bạn cũng chưa điền cái năm filler luôn đó, thì mình phải khai thuế lại để mà mình lấy lại được cái số tiền đó nha. Và ở dưới phần comment đó thì em sẽ để hai cái đường link của Webull và Robinhood để các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể vô mở account với hai nơi này. Thì ngày hôm qua đó là cái market nó màu đỏ, rất là đỏ luôn, khi mà nhận được cái thông tin là những cái người người ta đã đi vô trong Nhà Trắng. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà có công bố chính thức cái người tổng thống tiếp theo sẽ là ai thì cái market nó đã chuyển chiều, và ngày hôm nay là một màu xanh từ sáng tới chiều. Ai mà mua bất cứ cái stock nào ngày hôm qua thì ngày hôm nay mình cũng kiếm được tiền lời ít nhất là 5%, có người kiếm được 10% chỉ trong một ngày thôi. Nên thời điểm này là những cái thời điểm rất là tốt để các bạn, các anh chị, các cô chú mình muốn đầu tư mua bán stock thì mình có thể bắt đầu bằng cách là mở account với Webull hoặc là Robinhood. Cả hai nơi này mình đều trade vừa stock vừa Ripple currency được. Ngày hôm nay thì Bitcoin lên 39.000 rồi, 39.500 luôn đó. Thì cái hướng sắp tới có thể nó đụng 50.000 là rất là có khả năng, khi mà những cái nhà nghiên cứu người ta đã chia sẻ như vậy. Nên nếu như mà anh chị cô chú nào mình muốn đầu tư, muốn tìm hiểu về Bitcoin thì cũng có thể mở account với Robinhood hoặc Webull để mà mình trade nha. Câu hỏi thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới cho em biết nha. Bye bye.